亲爱的胡真。Remaster là tựa game có bối cảnh thế giới ngầm kết hợp với võ thuật truyền thống của Tung, của, từ đó tạo nên các cuộc tranh đấu ác liệt. Bối cảnh diễn ra vào thập niên 80 đến 90 ở Tung, của, khi các phe phái trong thế giới ngầm tranh giành địa bàn, người chơi sẽ vào vai bậc thầy võ thuật Hồ Chân Đang, trên đường đi tìm người anh trai bị mất tích. Mọi dấu vết đều dẫn đến thành phố Ka, một thị trấn nhỏ ven biển ở phía nam. Tuy nhiên việc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn bao giờ hết khi các phe phái trong thành phố liên tục gây khó dễ. Game thuộc thể loại nhập vai hành động, nên người chơi phải điều khiển nhân vật di chuyển để chiến đấu và làm nhiệm vụ. Người chơi có thể chọn thế đánh, né hoặc nhảy thông qua các nút bấm bên góc phải màn hình, từ đó mà tạo nên chuỗi liên kích hoàn hảo hoặc tránh né những đòn đánh của đối thủ. Đặc biệt game còn có cơ chế điểm yếu. Người chơi có thể phát hiện điểm yếu của đối thủ và thực hiện đòn đánh chí mạng khiến đối thủ bị hạ gục ngay lập tức. Cùng với đồ họa 3D đặc sắc, các bối cảnh trong game Remaster mang đậm phong cách thập niên 80 đến 90 trong các phim võ thuật Trung Quốc. Người chơi có thể trải nghiệm các hoạt động như dạo phố, ăn sáng uống trà, mua sắm và cả phá quán. Trong game có 6 võ quán lớn cho người chơi cày XP với đủ loại võ thuật. Bên cạnh đó, người chơi có thể thử thách bản thân với các hình thức khiêu chiến khác nhau để nhận được những phần quà hấp dẫn. Ngoài ra, hiểu rõ tục ngữ một cây làm chẳng nên non, ba cây trụ lại lên hòn núi cao. Remaster đã bổ sung hệ thống đệ tử, cho phép người chơi thu nhận đồ đệ mới mỗi khi tăng cấp bậc danh vọng bản thân. Cùng với đồ đệ của mình, người chơi có thể lựa chọn khiêu chiến những võ quán mạnh mẽ hơn, hoặc cũng có thể ra lệnh cho các đệ tử dọn dẹp lũ côn đồ phá phách trên đường phố, mà không cần phải ra tay. Cuối cùng là hệ thống cốt truyện phụ tuyến và hệ thống vũ khí. Người chơi có thể thực hiện các nhiệm vụ phụ để tìm hiểu rõ hơn về thành phố Ka này, cũng như câu chuyện xung quanh cốt truyện chính tuyến. Cùng với đó, Remaster tái hiện hầu hết các loại vũ khí phổ biến như dao, gậy, kiếm, dao găm, súng lục, vân vân. Chúng rất cần thiết trong một số nhiệm vụ và tùy theo từng tình huống, người chơi có thể lựa chọn một món vừa tay. Nếu bạn là một người chơi đam mê võ thuật và điện ảnh Hồng Kông thập niên 80-90 với các diễn viên võ thuật như Lý Tiểu Long, Vương Vũ, thì đây là tựa game mà bạn nên trải nghiệm một lần. Hiện game vừa mới ra mắt trên Google Play và sẽ có mặt trên App Store với Steam PC trong thời gian tới.
身手不错，胡师傅。我并飞燕，鄙人张三，一名普通的习武之人。我是谁，对胡师傅来说不重要，重要的是，我知道胡师傅在找一个人。前段时间，有位姓胡的小哥在武馆街大闹一场。小哥在4天内分别踢了4家武馆，咏春、南拳、虎拳、八极拳。按道理，小哥会在第5天挑战截拳道馆，但小哥没有出现。依我判断，是武馆们联合起来搞的鬼。如果胡师傅和武馆街的其他人交流过，鬼这是一趟胡小哥于一。我不认识燕，祝你好运，胡师傅。另外给你说一下，武馆街这个地方现在已经不归武行管，晚上特别混乱，你自己小心点儿。什么事？哟，口气不小啊！行，你进去吧。